Và anh em hôm nay là 1 tháng 7 này, lâu lắm rồi tôi không trộn mồi lăng xê này. Đây là tất cả cái chỗ mồi lăng xê mà hôm nay tôi trộn. Áng chừng nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 11 cân gì đấy. Nếu anh em mà đã lấy cũ lấy rồi ấy, nó mới hết mồi thì alo cho tôi sẽ chuyển phát cho các bạn. Ok anh em. Đây mồi lăng xê. Không phải mồi câu lục anh em nhá, đây là mồi câu lăng xê. Bây giờ tôi sẽ trộn lên và tôi đóng gói. Xem nó được khoảng bao nhiêu cân. Quá trình này tôi nghiền nghiếc tất tần tật từ A đến Z xong hết rồi. Tôi cho vào rồi. Và bây giờ tôi chỉ việc trộn thôi. Cái clip trộn mồi tôi làm từ A đến Z thì trước ngày xưa tôi cũng có quay mấy clip rồi. Phức tạp, không quay nữa, quay đến tập này thôi. Ok anh em. Đấy, cân cân ở bên cạnh luôn đóng. Anh em một túi là 1 kg nhé. Giờ tôi chỉ đảo đều lên và tôi xúc ra thôi. Cái này thì bụi bặm lắm anh em ạ. Đây tí nữa tôi trộn xong rồi tôi đảo xong rồi tôi đóng rồi anh em, xong tôi tôi đóng xem xong rồi quay được xem nó 12 cân. 12 cân 12 túi của 12 anh em. Đây. Và chỗ này là chỗ dư. Chỗ này là nó không phải là dư đâu. Chỗ này là chỗ mà nó có thể là nó hơn 1 cân một tí. Tôi sẽ thừa, tôi sẽ lấy cái chỗ này tôi đóng gói vô gói nhỏ để gửi lăng xê cho anh em. Cái mồi tặng đấy. Và số còn lại thì tôi sẽ cho vào cái hộp để tôi câu dần. Tôi được đưa ra đây một hũ để tôi câu dần. Hai cân rưỡi anh em ạ. Vứt lại 2 cân rưỡi thì chỗ này tôi để khoảng 1 cân rưỡi tôi câu, còn 1 cân này tôi sẽ đóng vào cái túi nhỏ nhỏ để tặng anh em theo cái lúc mà gửi lăng xê ấy.
Ok anh em này, xong rồi này. Đấy, được 12 cân, 12 gói. Đấy, xin nhắc lại anh em là cái mồi này của tôi là tôi không gửi năm lạng. Ít nhất là 1 cân trở đi anh em nhé. Và đây là 200 nghìn 1 cân. Một cái nữa là một khi 1 cân này anh em mà câu lăng xê ít nhất nó phải được 20 buổi. Tính ra này nó khoảng 10 nghìn một buổi, quá rẻ. Không phải là đắt. Ok anh em. Còn cái mồi của tôi thì nhiều anh em trải nghiệm rồi.